Thanh kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mình khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lộ tình tiết bất ngờ từ sổ tay của tài xế riêng, trợ lý của bà Trương Mỹ Lan. Sổ tay và lời khai của Bùi Văn Dũng lái xe và Trần Thị Hoàng Uyên, trợ lý của Trương Mỹ Lan đã phơi bày quá trình vận chuyển khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan. Theo kết luận điều tra, mặc dù thì không giữ chức vụ gì ở SCB, song bà Trương Mỹ Lan là người có quyền lực tuyệt đối tại ngân hàng này với việc nắm giữ 91% cổ phần của ngân hàng này thông qua 27 pháp nhân cá nhân, bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng như là một kênh huy động vốn cá nhân lợi dụng tình hình để rút hơn 1 triệu tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, các bị can và nhân sự cấp cao tại SCB đã tuân thủ theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan ký hợp thức hồ sơ và thực hiện các quy trình vay vốn mà không tuân theo quy định của pháp luật bên cạnh đó thì cháu gái bà Lan là Trương Huệ Vân được giao quản lý nhiều doanh nghiệp trong đế chế Vạn Thịnh Phát của người phụ nữ này vẫn đứng tên và điều hành nhiều công ty ma với mục tiêu lập hồ sơ giả mạo để chiếm đoạt tiền từ ngân hàng SCB tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm chủ tịch và có thể thấy được rằng hoạt động theo mô hình công ty cổ phần tập đoàn với hơn 1.000 công ty con và thành viên Hệ sinh thái và tập đoàn này được chia thành 4 nhóm, trong đó thì có nhóm định chế tài chính tại Việt Nam, thì ngân hàng SCB được coi là quan trọng nhất. Tiền vay sau khi giải ngân sẽ được chuyển vào tài khoản của các cá nhân pháp nhân ma để mà thực hiện chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng hoặc chỉ đạo cho cá nhân pháp nhân rút tiền mặt nhằm cắt đứng dòng tiền kết luận điều tra nêu. Và nhóm cán bộ lãnh đạo SCB uh, xuất tiền theo một quy trình có sẵn bất chấp các quy định pháp luật tiền mặt được chuyển ra khỏi SCB và sau đó chuyển lòng vòng cho các công ty thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát kết quả điều tra đã xác định rằng có 1.284 khoản vay với 483.000 tỷ đồng nợ gốc đã được thực hiện thông qua các tài sản của 483 cá nhân và 450 pháp nhân khác. Quá trình điều tra vụ án xác định có nhiều chuyến xe chở tiền đến trụ sở của tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại thành phố Hồ Chí Minh để giao tiền cho bà Trương Mỹ Lan hoặc chuyển trực tiếp cho các cá nhân khác theo chỉ đạo của bà Lan. Số tay và lời khai của Bùi Văn Dũng là lái xe và Trần Thị Hoàng Uyên trợ lý của bà Lan cho thấy từ tháng 2 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022. Theo chỉ đạo của bà Lan, bị can Dũng đã vận chuyển khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ từ SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc là nhà riêng của bà Trương Mỹ Lan tại tòa nhà Sherwood 127 Baxter, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài các hành vi đã Kết luận thì Bộ Công an đã tách vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến phát hành trái phiếu và rửa tiền để tiếp tục điều tra trong 22 người đã bị khởi tố để điều tra trong giai đoạn 2. Bị can Bùi Văn Dũng và Trần Thị Hoàng Uyên bị khởi tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Trương Mỹ Lan và chồng là Chu Lập Cơ cùng với 6 người khác bị cáo buộc có hành vi rửa tiền. Còn theo Hiếu Trần Vạn Thịnh Phát là một hồi chuông báo tử. Các luận điều tra mà công an công bố hôm 17 tháng 11 về vụ án liên quan tới tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB giống như là một quả bom tấn gây chấn động dư luận. Nhiều chuyên gia tài chính nhận định đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Họ kêu gọi nhà nước cộng sản chấn chỉnh hoạt động ngân hàng, cải cách luật pháp để trong tương lai không còn xảy ra những vụ biển thủ động trời như vậy nữa. Nhận định như vậy không sai nhưng không đủ, không ngăn chặn được tình trạng đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân và nguồn lực kinh tế của quốc gia chạy vào túi những tên tài phiệt và quan chức cho bu tham nhũng. Vụ Vạn Thịnh Phát và nhiều vụ cộm cán khác như là vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu trình ra trước bàn dân thiên hạ một hệ thống đã mục nát hết thuốc chữa, chỉ còn mong người dân nổi giận đứng lên đòi xóa bài chia lại. Người ta bàng hoàng không tin vào mắt của mình khi nhìn vào số tiền mà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lấy từ SCB là 1 triệu 066 nghìn tỷ đồng, tương đương với 43,94 tỷ đô la Mỹ. À, trong số hơn 1 triệu tỷ đồng này thì có hơn một nửa tức là 594.630 tỷ đồng tương đương với 26 tỷ đô la Mỹ là tiền gửi tiết kiệm của người dân. Người ta cũng giật mình khi mà đọc danh sách các bị can bị cáo dính líu đến vụ biển thủ khổng lồ này. 88 bị can trong đó thì 86 người đã bị khởi tố, chưa kể một số tay chân của bà Trương Mỹ Lan đã đột tử khi vụ án bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái. Có điều với những người theo dõi tình hình Việt Nam thì vụ vạn thịnh phát không có gì là xa lạ. Đó chỉ là một kết cục tất nhiên của một thể chế chính trị kinh tế phản dân hại nước, câu kết với tài phiệt để trục lợi. Không có bà Lan này thì sẽ có bà Lan khác, như là ruồi nhặng sinh ra giữa đồng phân. Bà Lan và bộ sậu bị bắt, SCB bị kiểm soát đặc biệt nhưng nhìn vào hệ thống tài chính của Việt Nam, người ta vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của bà Lan và SCB ở rất nhiều nơi khác trên mảnh đất quần quại đau thương hình chữ S mang tên Việt Nam. Nhưng chúng tôi đã đôi lần thưa với quý vị rằng, với mánh lới tay không bắt giặc, của giới kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, hầu hết thì các tập đoàn bất động sản lớn đều sở hữu hoặc là chi phối phối ít nhất là một ngân hàng, dùng ngân hàng đó thu hút tiền của bá tánh cho các dự án và trang trải cho cuộc sống đế vương của các ông chủ. Ngay từ năm 2011 thì bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm ba ngân hàng tư nhân là Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất để thành lập trở thành ngân hàng SCB. Dù không trực tiếp điều hành SCB nhưng bà Lan nắm giữ tới 91,5% cổ phần của ngân hàng này qua hàng chục tay chân thân tín đứng tên sở hữu. Từ năm 2012 đến năm 2022 trong khoảng 10 năm, bà Lan và nhóm công ty của bà đã vay của SCB hơn 1 triệu tỷ đồng bằng 93% tổng số tiền cho vay của SCB, tức là SCB tồn tại chủ yếu là để huy động tiền cho bà Trương Mỹ Lan vay. Theo kết luận điều tra của công an thì trong số tiền này thì bà Lan đã chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng không có khả năng trả lại, cộng thêm với số tiền lãi phát sinh là 129.000 372 tỷ thành tổng cộng là 433.000 tỷ đồng. SCB không phải là ngân hàng duy nhất bị lũng đoạn. Việt Nam hiện nay có 49 ngân hàng trong đó thì có 31 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân mà không ít là sân sau của các tập đoàn bất động sản hoạt động như là những chiếc ATM cấp tiền cho chủ. Một ngân hàng lớn nổi tiếng như Sacombank trước đây bị gia tộc ông Đặng Văn Thành chùm tài phiệt công nghiệp mía đường thao túng. Ngân hàng này thuộc quyền chi phối của ông Dương Công Minh, chủ tập đoàn địa ốc Him Lam đầy tay tiếng trong việc cắt một phần diện tích phi trường Tân Sơn Nhất để làm sân gôn. Cũng có thể kể tới một số ngân hàng như là Techcombank của gia tộc ông Hồ Hùng Em, tập đoàn Masan của ông Nguyễn Đăng Quang, HD Bank của bà chủ Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo. SCB xem ra chỉ là một quân cờ domino đã đổ, sớm muộn gì cũng kéo theo những đồng chí đồng đội cùng đổ xuống hố cả nút. Ngay tại diễn đàn Quốc hội Việt Nam, ông Phạm Văn Hoa, đại biểu tỉnh Đồng Tháp hôm 21 tháng 11 cũng phải thú nhận vụ này, tức là vụ vạn thịnh phát SCB, có thể chỉ là bề nổi của tảng băng bị vỡ, còn những tảng băng khác thì chưa bị vỡ. Những thủ đoạn thao túng ngân hàng của bà Trương Mỹ Lan như là cài cắm người thân vào quần máy lãnh đạo ngân hàng, rút tiền không qua thủ tục xét duyệt hay là thẩm định là không mới và kéo dài hàng chục năm qua và hiện tượng này cũng có nhiều ngân hàng khác. Nhưng điều người dân oán hận là những tên cướp ngày mang cái vỏ đại gia ngân hàng, tập đoàn bất động sản và cung cách làm ăn lừa đảo đó vẫn ung dung hoành hành đến khi bị lộ thì mới thiệt hại và chúng đã gây ra hết sức là khủng khiếp và không thể nào có thể bù đắp được và nạn nhân của họ là lên đến con số nhiều nghìn người. Nguyên do là ở chỗ giới kinh doanh cá mập ở ngân hàng cấu kết chặt chẽ với guồng máy quan chức tức là quan đỏ bảo kê với giới chức thẩm quyền thì chắc chắn mọi hoạt động phạm pháp sẽ sớm bị bại lộ và đã được ngăn chặn. Trong vụ SCB Phạm Vạn Thịnh Phát thì tất cả 18 thành viên đoàn thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thanh tra SCB đều nhận tiền hối lộ từ Trương Mỹ Lan để che giấu tình hình thực tế của SCB. Trưởng đoàn là bà Đỗ Thị Nhàn, cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng Nhà nước, nhận hối lộ nhiều nhất là 5,2 triệu đô la Mỹ, tương đương với 118 tỷ đồng với khoản hối lộ nặng ký như vậy thì con lạc đà nào cũng có thể chui qua lỗ kim một cách đơn giản và ung dung huy động tiền gửi người dân mà không bị uh, lật tẩy nên để ý rằng đây chỉ là mới là khoản hối lộ ở một ngân hàng trong một đợt thanh tra bà nhàn được biết là đã nộp lại tiền nhận hối lộ để mong được giảm án nhưng ai cũng biết ở chức vụ này Bà nắm trong tay vận mệnh của cả hệ thống ngân hàng và mỗi năm ngân hàng nhà nước tổ chức hàng chục cuộc thanh tra thì số tiền bà ta ăn hối lộ, đút túi là khủng khiếp đến mức độ như thế nào. Quan chức thanh tra ăn hối lộ để che giấu cho tội phạm và quan chức ngoại giao ăn chặn chuyến bay giải cứu. Quan chức y tế thì ăn chặn vụ test kit giả tiếp viên hàng không thì vận chuyển ma túy cùng với vô số những vụ bại lộ gần đây cho thấy cái hệ thống cầm quyền đảng lãnh đạo toàn diện chính quyền quản lý của Việt Nam đã mục ruỗng từ trong ruột dù vẫn có vẻ như là ổn định ở bên ngoài nhờ các biện pháp đàn áp thẳng tay và tàn bạo đại gia bất động sản cấu kết với quan chức để chiếm đoạt vàng với giá rẻ, thao túng ngân hàng để huy động vốn và hối lộ quan chức thanh tra để che giấu hành vi phạm pháp tất cả chỉ là những mắt xích của một phương thức kinh doanh ăn cướp lừa đảo và bóc lột người dân đến tận xương tủy phương thức này khiến cho hàng vạn gia đình bị mất nơi cư trú trở thành dân oan vất vưởng ở vườn hoa hè phố cướp đi những đồng tiền tiết kiệm còm cõi của hàng chục triệu người già công chức hoặc người kinh doanh nhỏ thì giữa bất động sản vỡ bong bóng và ngân hàng bị nợ xấu đè không thể nào ngóc đầu lên nổi và những hậu quả thảm khốc của các mối cấu kết này mới lộ ra trước công luận và khiến cho người dân bàng hoàng và phẫn nộ và nỗi bất mãn tích tụ trong các tầng lớp dân chúng như là một thùng thuốc pháo đang được nén lại chờ ngày bùng nổ. Hệ thống ngân hàng là mạch máu của toàn bộ nền kinh tế và nền tảng ổn định xã hội người dân Việt Nam có thể không thiết tha với tự do dân chủ, nhân quyền, nhưng đồng tiền đi liền với khúc ruột khi mà đồng tiền của họ gửi ngân hàng bỗng dứt bị bốc hơi thì hàng vạn người có thể kéo nhau xuống đường gây hỗn loạn, không kiểm soát được. Đã có những dấu hiệu cho thấy khủng hoảng sẽ không dừng ở SCB mà có thể biến thành đám cháy lan sang các ngân hàng khác. Ngân hàng nhà nước Việt Nam có kinh nghiệm xử lý ngân hàng uh, sân sau bằng cách buộc sắp nhập và đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, hoặc là mua lại không đồng hàng loạt các ngân hàng yếu kém và bơm tiền không giới hạn để hoàn trả tiền tiết kiệm cho người dân. Cho được tái cơ cấu ngân hàng lần thứ 3, 2011-2015, Ngân hàng Nhà nước đã xử lý 14 ngân hàng gồm có SCB cũ, Đệ nhất, Tín Nghĩa, Habu Bank, Tiền Phong Bank, GP Bank, Navi Bank, Church Bank, Western Bank, Đại Á Bank, Southern Bank, MD Bank, MH Bank, Ocean Bank. Hầu hết thì đều là những ngân hàng nhỏ, vốn ít và số lượng khách hàng cũng ít. Năm 2017, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua lại bắt buộc 4 ngân hàng thương mại với giá không đồng gồm có Đông Á Bank, CB Bank, Ocean Bank và GP Bank. Nhưng bơm tiền để duy trì các ngân hàng yếu kém tránh sụp đổ dây chuyền là biện pháp rất là tốn kém và không giải quyết được tận gốc dễ của vấn đề, đồng thời là nguyên nhân trực tiếp khiến cho nợ xấu tăng cao, đồng tiền bị mất giá lạm phát, phi mã và cuối cùng, nền kinh tế và người dân phải chịu thiệt hại. Lần này thì sự sụp đổ của SCB với số tiền bị bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt lên tới nhiều tỷ đô la, ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ khó mà xoay sở nổi kinh tế đang kiệt quệ và nếu như một số ngân hàng nữa sụp đổ theo hiệu ứng domino thì ngày tàn của chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ không còn xa nữa. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.